Thời điểm này cũng rất là đau đầu đúng không ạ? Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là kinh doanh mà không đau đầu thì chắc chắn là không kiếm được tiền rồi. Vừa muốn có tiền lại vừa muốn là không đau đầu ấy thì chỉ có ngồi chơi thôi. Còn không có cái việc gì khác cả. Ví dụ như là có nhiều người người ta có một cái câu ví rất hay là muốn bây giờ là lúc nào ngày nào cũng cười thật tươi và không phải âu lo và suy nghĩ thì chỉ có một cách duy nhất là những người đó đang làm ở đâu ạ. Thôi em không nói nữa, chỉ chắc cả nhà cũng sẽ biết. Ơi, dịch giá như này thì có nhiều những cái thông tin rất là khả quan rồi. Cho nên là cả nhà chúng ta hãy yên tâm và cố gắng thêm một thời gian nữa thôi. Đất nước của chúng ta sẽ chống được dịch. Đấy. Thị trường ấm lên xí nào chưa? Ấm làm sao được anh? Dịch như này thì ấm làm sao được? Bởi vì là có một cái như này này. Thứ nhất là như mọi người biết ấy, rất nhiều những doanh nghiệp, rất nhiều những anh em của chúng ta hiện nay là không kinh doanh được, đúng không ạ? Và bản thân của bạn bè của tất cả mọi người thì chúng ta thấy rồi, tầm này thì kinh doanh cái gì được ạ? Tất cả các cửa hàng đóng, từ quán phở, từ quán điện thoại, từ kinh doanh về đồ mỹ nghệ, bất cứ một cái gì hiện nay cũng không thể nào mà kinh doanh được. Ví dụ như là em có một người bạn tên là bạn Đỗ Sơn, bạn ấy kinh doanh về nước hoa. Và nếu mà nhắc cái nước hoa ấy, thì ở Việt Nam này mày ai làm về nước hoa thì biết ngay đến cái bạn tên là bạn Đỗ Sơn. Mà hiện nay thì bạn ấy đang còn cả chục tấn hàng đang nằm ở ngoài cảng. Đấy. Tức là nhà thì không lấy được về. Không lấy được về để mà làm gì ạ? Để mà kể cả bán online cũng không bán được. Thế cho nên là có một cái khó, rất là khó trong cái thời điểm này là nhiều anh em chúng ta muốn đầu tư mà chúng ta không thể nào mà xoay được cái đồng vốn của mình. Tuy rằng cái thị trường hiện nay đang là một cơ hội rất là tốt để chúng ta có thể là đầu tư, đúng không ạ? Em chào anh Nguyễn Khắc Thùy. Xin chào Hoàng Tuyến. Xin chào 91 người đang xem. Thế nên là chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Bây giờ mà như hôm trước ấy, em nói với lại có bạn ấy cứ hỏi là anh ơi, từ giờ đến Tết liệu giá lan nó có lên hay không. Mà em mà biết được giá lan lên hay không thì em giàu mất rồi. Nhưng mà có một điều chắc chắn là phải ổn được dịch á, thì chúng ta mới nói đến cơ hội giá lan lên hay là xuống, đúng không ạ? Còn giờ này thì hết dịch. Đúng rồi, hết dịch thì người ta mới có tiền mua, đúng không ạ? Xin chào anh Văn Hậu, xin chào 99 người đang xem. Chứ giờ này thì lấy tiền đâu ra mà mua lan, đó là điều chính xác rồi. Cho nên là chúng ta cứ làm sao mà chúng ta phòng chống được bệnh dịch đi ạ. Rồi chúng ta trong cái thời điểm này như bản thân em thì em tính toán những cái cơ hội phát triển, ví dụ như là tìm hiểu về kỹ thuật này. Đấy. Ok, một cái tài khoản của một bạn rất là hay. Mở cửa lại dần dần rồi, sao phải sợ? Cứ xem như là ok. Đúng rồi, đầu tư là chúng ta phải vậy. Đầu tư là chúng ta hãy nhìn một cái nó xa xa một chút. Xin chào anh Lê Tiến Trung, Nam Khánh. Ở đâu, ở cái vườn nó ngược nắng nó đen như vậy đấy. Ánh nắng nó không đủ. Xin chào cả nhà đang xem. Em thì nói chung là thời điểm này cũng rất là đau đầu đúng không ạ? Ai cũng vậy thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là kinh doanh mà không đau đầu thì chắc chắn là không kiếm được tiền rồi. Vừa muốn có tiền lại vừa muốn là không đau đầu ấy thì chỉ có ngồi chơi thôi. Còn không có cái việc gì khác cả. Ví dụ như là có nhiều người người ta có một cái câu ví rất hay là muốn bây giờ là lúc nào ngày nào cũng cười thật tươi và không phải âu lo và suy nghĩ thì chỉ có một cách duy nhất là những người đó đang nằm ở đâu ạ. Thôi em không nói nữa, chỉ chắc cả nhà cũng sẽ biết. Lúc nào cũng cười tươi, không phải âu lo và không phải suy nghĩ gì cả. Còn đã là kinh doanh, anh em chúng ta đã làm kinh tế thì chắc chắn nó phải đau đầu. Và kiếm được đồng tiền, để kiếm được đồng tiền thì chắc chắn nó phải đau đầu rồi. Chứ không có chuyện là
đã không đau đầu mà lại còn kiếm được tiền thì em nghĩ là khó lắm. Bởi vì là kinh doanh mà, đúng không ạ? Xin chào Phát Tài, xin chào 139 người đang xem, xin chào Thiện Lê. Không biết là buổi trưa này có ai lên trên live để chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút không ạ? Những người đó ăn... Ok, đúng rồi, chính xác là như vậy. Hoặc là đang ở nằm ở trong một cái trại nào đó, cười thật tươi và không phải âu lo suy nghĩ. Còn tầm này thì rất nhiều anh em chúng ta đang phải mua cây ở một cái thời điểm giá rất là cao. Và thay vì chúng ta cứ ngồi chúng ta chờ đợi để giá nó lên thì mà chúng ta không để ý đến cái việc chăm cây thì chúng ta sẽ là người thất bại. Còn với bản thân em hay với tất cả các anh chị em hiện nay thì mua giá cao thì chúng ta chấp nhận, chúng ta nuôi, chúng ta nhân được nhiều giống, dù giá nó rẻ như nào thì chúng ta vẫn lợi nhuận của chúng ta vẫn có. Xin chào Kiên Di Linh, xin chào anh Nguyễn Tôi, xin chào anh Lan Va Mạnh Tiến. Đau đầu thì nấy dầu sức vô. Ok anh, đau đầu thì uống Clacid, còn đau thì uống Paracetamol, đúng không ạ? Ok, chính xác là như vậy, đúng không ạ? Cười thật tươi và không phải suy nghĩ gì, chỉ có nằm ở chỗ đó. Xin chào 141 người đang xem. Buổi trưa này thì buổi chiều thì em cũng chả có câu chuyện gì nhiều đâu, nhưng mà cũng chỉ mong muốn là anh chị em chúng ta cùng có những cái bình luận, chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng nói chuyện với nhau để đưa đến cùng nhau. Ho bây giờ bao nhiêu tiền một ki? Một ki HO bây giờ là nó có giá khoảng tầm từ 3 triệu đến 5 triệu tùy theo ki, hoặc là có những ki to thì nó có thể hơn. Đấy, bây giờ như nhá, thời điểm mà nó đắt thì một ki ho khoảng 10 sen thì là khoảng 3, 40 triệu, 50 triệu. Mà thời điểm này thì nếu mà 50 triệu thì chúng ta cũng mua được vài ki, đúng không ạ? 30 triệu thì chúng ta cũng có thể mua được 6-7 ki. Đấy, địa chỉ của vườn của Tuyền là ở 97 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hướng dẫn làm giống nhỏ, làm vườn nhỏ giống được không anh? Không hiểu ý anh nói gì. Vườn thì chúng ta không cần nhiều đâu, chỉ một cần một khoảng 30 mét vuông là chúng ta, 20 mét vuông là chúng ta cũng đã làm một cái vườn của mình rồi. Câu chuyện từ ngày hôm qua hay là câu chuyện từ rất nhiều ngày nay thì em Tuyền cũng chia sẻ với mọi người luôn, là khi chúng ta làm ấy thì chúng ta cũng không nên đầu tư quá nhiều vào những cái mặt bông. Đấy, mặt bông nó quá lớn, bởi vì là khi mà chúng ta làm kinh tế, hôm qua đêm ngày hôm qua có một bạn ấy nhắn tin cho em hỏi là bạn ơi mình vào kiếm có được không. Mình bảo được, được quá chứ ạ. Phan Chí, Xanh Huế hay Vị Hoàng đều là những cái mà chúng ta có thể vào được rất là tốt. Nhưng mà chúng ta có thể làm kinh tế bằng thân thòng cũng rất là hiệu quả. Phú Thọ bây giờ bao nhiêu tiền một ki? 600, 700, 800, 1 triệu cũng có anh ạ. Có rất nhiều loại. Đấy, quan trọng là cây của chúng ta phải lực, cây của chúng ta phải khỏe thì chúng ta chăm được nhanh. Còn nếu mà cây của chúng ta yếu thì chúng ta chăm rất là lâu. Nên giá cả tùy thuộc vào cái sức của cái cây, lực khỏe của cái cây. Nên là mong cả nhà chúng ta khi chọn cây ấy, là chúng ta nhìn vào cái lực cây để chúng ta mua. Xin chào 178 người đang xem. Xin chào Mật Ốc và nhờ cả nhà chúng ta chia sẻ giúp em. Còn thời điểm nào cũng vậy, năm nào chả vậy đúng không ạ? Như mọi người hôm trước thấy em Sơn, em là một người em tuy là bé tuổi. Em ấy sinh năm 89, 90 gì đấy. Vậy mà em ấy làm lan mấy năm nay em mới nói rằng em mới quen rồi. Đấy. Nguyễn Tấn Dũng quen thằng gì ạ? Quen thằng NST là cái gì em không hiểu. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Vinh. Phan Chí 7 sen bây giờ giá bao nhiêu? Em không dành về Phan Chí lắm nên em không hiểu lắm về Phan Chí. Chào anh Đoàn Hải Cường. Anh Đoàn Hải Cường đang có cây gửi ở vườn em và sáng ngày hôm nay vừa cho anh Đoàn Hải Cường xem. Cây của anh đã rất là lớn rồi và vạn vạn phát cũng vậy. Anh ơi, sang năm liệu giá có ổn định không anh? Chỉ mong đập hết dịch. Anh cũng chỉ mong đập hết dịch trước, rồi chúng ta cùng tính những cái việc sau. Bởi vì cây lan, chúng ta thừa hiểu rằng cây lan nó là như thế nào. Cây lan nó là một thú chơi. Và cây lan nó cũng là một cái làm kinh tế. Thì tất cả mọi ngành nghề chúng ta phải đi vào ổn định. Thì cây lan của chúng ta giá trị mới được cao và nhiều người chúng ta mới bắt đầu sưu tầm về cây lan. Xin chào em trai Hồ Huy.
hết dịch anh sẽ lên Tây Linh để thăm em. Một người em cũng khá là giỏi. Xin chào Hoa Lan Đức Nhanh. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào 188 người đang xem. Em chào anh Trần Minh Châu. Xin chào anh Nguyễn Bá Hoàng. Sao cứ ồ ạt vào kiếm vậy? Phi điệp vẫn giá trị tùy theo chứ, mỗi người một suy nghĩ anh ạ. Kiếm thì nó có cái sự ổn định, còn lan thì nó có sự thân thòng thì nó có một cái sự đột phá. Mỗi người chúng ta có một cái cách kinh doanh khác nhau, không ai giống ai cả, đúng không ạ? Em cũng rất là thích kiếm. Đấy, em cũng rất là thích kiếm chứ không phải không. Thời gian vừa qua thì cũng sưu tầm được khá là nhiều kiếm. Nhưng mà kiếm thì nó hơi lâu, đúng không ạ? Kiếm thì hơi lâu một tí. Nhưng mà ổn định của nó thì cao, khá là cao. Về trung bình là một năm, ví dụ như một củ phan trí thì nó đẻ ra được khoảng 3 củ. Đấy, đó là cái suy tính của em. Cũng như là được học của các anh chỉ cho. Em chào anh trai Pha Hoàng. Xin chào anh Sĩ. Xin chào 204 người đang xem. Mỗi người chúng ta có một cách tính toán. Còn đa phần là em thì em thích thân thòng hơn. Đấy. Em vào mấy cây bạch tuyết vào đúng thời điểm giá cao nhất. Giờ vào mấy tỷ rồi chưa bán được. Giờ chỉ mong thị trường ổn định sôi động mới bán. Tiến Đạt ơi, em thay vì em mới suy nghĩ chờ cái giá lên thì cố gắng làm sao mà bây giờ chăm cây tốt, đúng không ạ? Chăm cây tốt đã. Sau đó là chúng ta làm nhân được nhiều giống á. Đấy. Chăm được cây tốt, nhân được nhiều giống là chúng ta sang năm chúng ta sẽ thành công. Còn nếu bây giờ chúng ta không chăm được, không nhân được giống thì kể cả giá lên nữa thì cũng chả được bao nhiêu cả, đúng không ạ? Rồi thị trường nó là vậy. Giá anh em kêu rẻ nhưng người sưu tầm về chơi hoa vẫn rất chi là ít. Đúng rồi ạ. Để bây giờ mà ví dụ là kể cả Phú Thọ thôi mà anh em mà làm ra một dây toàn hoa thôi thì cũng hơi tiếc, đúng không ạ? Em thấy nó có rẻ đâu. Thật ra thì nó không là rẻ một tí nào cả. Bây giờ ví dụ như là anh em mua cây giá cao về, bây giờ chuẩn bị ở ngoài Bắc nó đến mùa đông rồi. Cây của chúng ta bây giờ là khoảng 10-15 sen. Chúng ta làm ra đâu đó khoảng tầm 2-3 cái mầm gốc. Đấy. Sau đó là sang năm làm khoảng tầm 4-5 cái kỳ nữa chúng ta nhân lên. Đấy. Thì thưa cả nhà là chúng ta, cơ hội để chúng ta thất bại là hơi khó. Ví dụ như em cho cả nhà xem một cái cây Á Hậu. Trước đây em mua cái cây này 1.6 tỷ. Đây, cho cả nhà xem. Và bây giờ cây này là nó được cả 2 kỳ con của nó lách bên dưới. Đây là 1 kỳ này. Trong này 1 kỳ nữa này. Và thận cộng mấy cái thân này là mới được có 1.07 m. 1.07 m thì bây giờ nó vào khoảng mấy trăm triệu ấy. Nói chung là lỗ khoảng một lửa. Nhưng mà như nào ạ? Nhưng mà chúng ta lại bị nhân giống thôi, đúng không ạ? Giờ đến Tết thì hai cái mầm này nó đâu đó nó phải được khoảng tầm 20 sen, hơn 20 sen, cộng với lại chúng ta làm mầm gốc. Thân này sang năm em cắt ki, sang năm không cần nhiều, chỉ cần bán với cái giá là Á Hậu là 50 triệu thôi, 1 ki thôi. Thoải mái, tôi vua bờ và có lãi thôi. Quan trọng là chúng ta phải chăm được, nếu không chăm được thì chúng ta không nói được cái chuyện gì cả. Bản thân ai cũng vậy thôi. Em thì từ những cái kinh nghiệm đúc kết của những anh những chị đi trước, từ mọi người chia sẻ cho nhau thì mình cũng bây giờ thì cũng phải là quen dần cái gọi là sống chung với lũ thôi. Còn kinh doanh ấy, thì chúng ta phải chịu áp lực. Bởi vì là có một cái mà từ trước giờ em vẫn được nghe những anh những chị đi trước có chia sẻ rằng một điều rằng là muốn đứng ở một cái vị trí mà không ai đứng được, đúng không ạ? Thì mình phải chịu được cái cảm giác mà ít người chịu được. Đấy. Giờ 3 tỷ khó gỡ quá anh ơi. Vào chờ cơ hội giá lên nhân ki đi em ơi. Rất nhiều anh em như vậy. Bỏ cuộc là đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận thất bại. Đấy. Bỏ cuộc là đồng nghĩa với việc chúng ta chấp nhận thất bại. Nên chỉ có cách là chúng ta phải làm. Chúng ta không bao giờ chúng ta bỏ cuộc. Mà một người đàn ông thì chắc chắn là không bao giờ bỏ cuộc. Đấy. Dù hoàn cảnh khó khăn như nào chăng nữa, chúng ta đã bỏ tiền mồ hôi xương máu của chúng ta để ra để chúng ta đầu tư, thì chúng ta phải vững tâm lý,
không bao giờ được bỏ cuộc, không bao giờ được chịu gục ngã. Ngày hôm nay nuôi chưa đủ vốn thì nuôi tiếp ngày mai không đủ vốn thì nuôi tiếp tháng sau không đủ vốn thì nuôi tiếp tháng nữa. Đấy. Bây giờ bỏ cuộc là đồng nghĩa việc thất bại, đó là điều chắc chắn. Xin chào Tuấn Huế, xin chào Nguyễn Duy, xin chào chị Bích Hạnh và xin chào 210 người đang xem. Tóm lại là em Tuyền thì cũng chia sẻ với cả nhà như vậy, cũng mong cả nhà là chúng ta cùng đồng lòng. Và thưa cả nhà thì chơi đến cùng chứ, làm gì phải làm đến cùng chứ ạ. Bây giờ mà làm mà bỏ cuộc giữa đường thì chúng ta cảm nhận là chúng ta hơi buồn đúng không ạ? Đàn ông hay đàn bà không bao giờ được bỏ cuộc. Đúng rồi Vi Hồng Hạnh. Xin chào Vũ Long, xin chào anh Vườn Lan Văn Cao. Xin chào 206 người đang xem. Thế nên là em Tuyền cứ chia sẻ với cả nhà như vậy. Chứ không phải là nhiều người nghĩ là bây giờ em vô bờ rồi. Không có chuyện vô bờ ở đây đâu. Ai cũng thế thôi. Thuyền to thì sóng to, mà thuyền nhỏ thì sóng nhỏ. Chúng ta phải ở trong cái địa vị của người khác thì chúng ta mới hiểu được cái cuộc sống người khác như thế nào. Bản thân của chúng ta thì chúng ta luôn chia sẻ với nhau bằng một cái gọi là không biết là có ai muốn lên livestream cùng em để xem bác muốn nói gì. Hello. Em chào anh. Em chào anh. Anh có thể quay mặt hẳn lên cho mọi người cùng nhìn thấy, không nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Tìm cơ okay, bấm vào. Em Diệp Minh Tuyền chào anh. Chào Tuyền nha. Dạ, chào anh. Buổi chiều vui vẻ nha anh nhá. Vâng. Gặp giờ Tuyền là gặp giáo sư của anh tí. Gặp tu. Ok. Chào anh. Hello, chào em. Dạ, em chào anh. Khỏe đi không em? Dạ, Sài Gòn thì hơi căng một tí nhưng mà vẫn là ổn anh ạ. Đúng rồi. Dạ. Em đang vùng xanh hả? Dạ. Em đây. Em đang ở vùng của em đang ở vùng xanh hay sao? Em đang ở Tân Phú thì nó là rơi vào cái vùng vàng. Đấy. Vàng. Rơi vào vùng vàng. Nên là cái đoạn này thì nó cũng khá là an toàn. Vùng vàng thì tất nhiên là phân vùng là xung quanh này ok nở, nhưng mà ở địa điểm của mình là vẫn ok đúng không? Vâng, vẫn là ok. Anh nào ở đoạn nào ấy? Và đang ý là đang kiểm soát được đúng không? Đúng rồi, đang kiểm soát được anh ạ. Dịch này thì em nghĩ là ổn thôi. Như vậy thì quá ok rồi, mình vâng. Cùng cố gắng giữ an toàn cho dạ. Bản thân và gia đình nè. Ok, em cảm ơn anh, cảm ơn các anh nhá, cố gắng anh nhá. Dạ, em chào anh nhá. Dạ, em chào anh, chào cả nhà. Dạ, mạng hơi yếu tí. Thưa cả nhà, ngày hôm nay thì nói chung là cũng là những cái sự tình cờ. Em Tuyền lên live để chia sẻ với cả nhà. Mời cả nhà chúng ta đi tham quan vườn với em một chút nhá. Ok. Rồi, lại một buổi chiều nữa, em Tuyền lại cùng lên live, cùng chia sẻ với cả nhà với những câu chuyện cũng như là đa phần là những cái tâm sự anh em với nhau thôi. Em cũng không có gì để mà được dạy khôn ai cả. Trăm cây tôi tiến đạt ơi, bây giờ lời khuyên nào nữa. Em chào anh Bùi Tiến Sức. Xin chào 164 người đang xem. Xin chào cả nhà. Xin chào Hoàng Mạnh Dũng. Bây giờ chỉ có cách là trăm cây nhân giống thôi. Ngày trước mua cây như ý để đắt lắm thì bây giờ cũng đành phải là trăm thôi. Như ý là một bông khá đẹp, hay là có rất nhiều anh em mua cây với thời điểm giá cao, thì bây giờ chúng ta ngoài việc trăm ra thì chúng ta mà muốn bán thì chắc chắn là thời điểm này là chúng ta bán là lỗ. Đấy, nó nói rõ ràng như vậy, không có gì phải nghĩ cả. Mấy ngày hôm nay thì em cũng mua khá là nhiều, nhưng mà thưa cả nhà, cũng phải chấp nhận đánh đổi, cũng phải chấp nhận hy sinh.
Đấy. Anh nói nghe hơi ảo. Ảo thì kệ thôi, biết làm thế nào. Nguyễn Ngọc Ánh. À, mỗi người một nghề mà, đúng không? Ví dụ như là không hiểu về kim cương thì thả cảm thấy nó là một viên kim cương nó không có giá trị. Hay là ví dụ như ngày trước ấy, anh em chúng ta không biết gì về sim số đẹp ấy, tưởng là tự nhiên mà dở mà đi mua một cái sim mấy chục triệu đấy. Thì thưa cả nhà, thì chúng ta khi hiểu được giá trị thì nó khác đấy. Chỉ cho anh cách cuối năm cho nhất trí rồi anh ơi. Vườn em ở 97 Nguyễn Kiểu Đàm, vườn em có trăm hộ à? Vườn mình có trăm hộ không? Có chứ. À, ví dụ như những anh em nào mà mua cây mà chưa có vườn thì mình giúp đỡ, mình trăm hộ anh em. Mà thật ra thì trăm hộ nhiều anh em hỏi là có lấy tiền công hay không, thì trước giờ Tuyền chả lấy tiền công của ai bao giờ cả, bởi vì chăm giúp anh em thôi đấy. Anh giải thích khổ vụ Đại Hồng Phát hôm qua đi anh, mình không biết vụ Đại Hồng Phát là mình vụ gì cả, bởi vì là không để ý lắm những cái vụ đấy. Có thể cho mình biết Đại Hồng Phát là cái vụ gì? Em hát lô tô đi à. Đang kẹt mình không biết Đại Hồng Phát là cái vụ gì cả đấy. Không không để ý lắm, bởi vì là mỗi người một cách làm, đúng không ạ? Nên là không giải thích với bất cứ một ai về mình làm như nào. Bởi vì là có một điều chắc chắn là mình làm là mình lo cho gia đình, lo cho bố mẹ, lo cho anh em và lo những người xung quanh, và lo cho những cái khách hàng đã tin tưởng gửi cây của mình, để mình đang chăm sóc hộ mọi người đấy, đang chăm sóc của những khách hàng đấy. Hồng Đại Phát, thứ nhất là mình không bàn tán về Hồng Đại Phát, bởi vì mình chưa có một cái tí giống nào về Hồng Đại Phát đấy, chưa có một tí giống nào về Hồng Đại Phát. Và thứ hai là những cái vụ đấy không liên quan gì đến mình, nên là mình không thể nào giải thích. Bởi vì trong kinh doanh, tiền ở trong tất cả túi chúng ta, mọi người cũng lên đấy là tự cân chỉnh, và chúng ta cùng gì ạ, chúng ta cùng sáng suốt lựa chọn những cái cây nào chúng ta nên đáng đầu tư. Chơi lan là chúng ta không được chung nhiều người là một, chúng ta không nghe thổi vào hai tai là thứ hai, và không bao giờ được mua giống yếu là cái thứ ba. Cứ làm sao chuẩn giống trăm cây đạt và làm cây giỏi, đó là những điều gì ngày hôm nay em chia sẻ với cả nhà. Cảm ơn anh rất là nhiều. Mỗi người có một cách nghĩ đấy, nên là mình không bao giờ mình anh nhận định thị trường ra như vậy. Những mặt hoa nào là những mặt hoa ổn định, em thì em không quan tâm đến mặt hoa nào, cứ cứ mặt hoa nào. Bởi vì là như này này, em có một cái tâm sự với cả nhà như này đấy. Từ ngày trước đến giờ rồi kinh doanh rồi, là ví dụ như ngày trước ấy, em bắt đầu cái mảng kinh doanh đầu tiên của em là kinh doanh về một cái mặt hàng gọi là vòng vòng mã lão của con gái đeo này đấy, vòng vòng thời trang. Thế là ngày xưa là thấy những cái bạn gái mà hay đeo những cái vòng đấy. Thế là có một lần em đi du lịch lên trên cửa khẩu Tân Thanh của Lạng Sơn đấy, ở dưới quê thì thấy bán là khoảng tầm 70-80 nghìn một cái, mà lên trên đó thấy người ta bán có 30 nghìn một cái thôi. Thế là không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán gì cả, đúng không ạ? Mình mua về mình đi giao, và một ngày thưa cả nhà là em giao cả cả nghìn cái. Năm đấy là mới đã có 17-18 tuổi. Thế là đến một thời gian thì em đi tổ chức về sự kiện, thì đầu tiên em cũng là chỉ là một nhân viên thôi, thấy người ta tổ chức người ta kiếm được nhiều tiền quá, thì mình cũng là một nhà tổ chức, mình cũng học người ta cái cách tổ chức, mình tổ chức thôi. Hay là ví dụ nhìn thấy người ta làm về sim số đẹp, đầu tiên cũng không biết gì về sim số đẹp cả. Thế là thấy người ta là làm sim số đẹp là có lời, và đó là một cái tài sản nó luôn lên giá, thì thế là mình làm sim số đẹp thôi. Nhìn thấy người ta làm đồ gia dụng được thì mình làm đồ gia dụng, rồi là nhìn thấy người ta làm gì ạ, về lan được thì mình làm lan, đúng không ạ? Thế nên là cây hoa cũng vậy, cái nào mà được nhiều người chấp nhận đấy, được nhiều người chấp nhận thì là chúng ta sẽ gì ạ, chúng ta sẽ gieo trồng và chúng ta chăm sóc
chúng ta sẽ sưu tầm giống. Còn em thì em không chạy theo mặt bông mới. Đấy, bản thân em không chạy theo mặt bông mới. Em luôn thích cái đẹp, nhưng cứ mặt bông nào chúng ta mới đầu tư, đầu tư mạo hiểm vào mặt bông mới thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội chúng ta thành công rất là lớn, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta ít tiền thì thay vì chúng ta chạy theo những mặt bông để chúng ta suốt ngày chúng ta phải lo lắng, chúng ta suy nghĩ, thì cứ gì ạ? Cứ cái nào mà dễ mua, dễ bán, dễ chăm sóc. Ví dụ như thời điểm này có Phú Thọ này, HO này, Hồng Yên Thủy này, Hồng Mỹ Nhân này, Bạch Tuyết này, Á Hậu này. Đấy, Bạch Tuyết Á Hậu này. Và ví dụ như Hồng Minh Châu này, hay là Bảo Duy này, Ngọc Sơn Cước này, Phú Quý này, Mày Ngài này. Đấy, rồi là Ướt Mi này. Cứ thế những cái mặt bông đấy mà chơi. Làm sao mà cứ phải đi chạy theo làm gì, rồi lại bảo người ta làm giá, rồi là người ta bảo người ta thổi vào tai như nọ như kia, đúng không ạ? Tóm lại là cứ tiền mình đến đâu mình chơi đến đó, và cứ dễ mua dễ bán thì chúng ta chơi. Đấy. Anh Tuyền cho em hỏi, cây bị thối một lá và hư hết bộ rễ rồi. Cái này thì mình phải nhìn thấy cây thì mình mới tư vấn cho bạn được. Đấy, thế bây giờ là cứ phải đi bàn tán, nào là thấy người ta đăng nhiều mặt bông cái là bắt đầu là chạy ra là gì? Là nghĩ là người ta đang làm giá cây này, xong bắt đầu là nhảy vào nhô rô vào. Xong bắt đầu là tranh nhau mua. Xong đến lúc mà cái cây đấy nó không lên giá lại chửi người ta, thì cái điều đó là em nghĩ là không lên. Đó là chắc chắn. Và cũng khuyên là cả nhà chúng ta như vậy. Đấy, mình ở Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương. Và bây giờ thì đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là đó là suy nghĩ của em. Còn mỗi người chúng ta có một cái suy nghĩ khác. Còn trong cuộc chơi hay là trong làm kinh doanh thì liều ăn nhiều. Chúng ta có thể là chúng ta đầu tư vào những cái mặt bông mà nó VIP. Đấy, mặt bông mới mà nó có cơ hội mà nó làm thương hiệu thì chúng ta sẽ lên được giá. Còn chúng ta có thể lãi gấp 5, gấp 10. Còn em thì em cứ theo mặt bông quốc dân em chơi thôi. Cứ Phú Thọ, HO, Hồng Yên Thủy, Hồng Minh Châu, Bạch Tuyết, đấy, Bạch Trà, rồi là Như Ý, rồi là Ướt Mi, Bảo Duy, đấy, Phú Quý, rồi Ngọc Sơn Cước, rồi cao cấp hơn một tí. Khi chúng ta có điều kiện thì chúng ta sưu tầm đến một tí. Chứ bây giờ một cái đầu tư mà đã đầu tư mạo hiểm rồi thì thưa cả nhà thì chúng ta phải đau đầu rồi. Nên chúng ta không cần hỏi ai hết. Tiền ở trong túi chúng ta, đúng không ạ? Tiền ở trong túi chúng ta. Chúng ta tự cân nhắc cái việc đó. Còn khi mà chúng ta làm ăn không được thì chúng ta đừng nên trách một ai cả. Còn em ấy thì chủ yếu là em sẽ đầu tư những mặt bông mà được nhiều người biết đến, những mặt bông đã có thương hiệu. Còn ở trong cây lan cũng vậy thôi, cũng như gái đẹp thôi, nhiều lắm. Gái đẹp nhiều lắm. Ai chả thích gái đẹp, nhưng mà chỉ có một người ở trong một nước làm hoa hậu thôi. Thì cây lan nó cũng vậy. Cây lan nó cũng chỉ có những cái mặt bông cực kỳ đẹp mà được bao nhiêu người đánh giá thì nó mới có giá trị thôi. Nó ít giống thì chắc chắn nó có giá trị. Còn nó nhiều giống thì thưa cả nhà nó phải giảm giá dần là cái chuyện đương nhiên, bởi vì cây lan nó càng ngày nó càng dài ra. Mà dài ra thì giống càng rẻ. Ví dụ như cách đây mà một năm, rất nhiều anh em không thể nào mà có tiền mà mua được một kỳ Phú Thọ về mà chúng ta chơi, đúng không ạ? Nhưng thưa cả nhà, bây giờ thì chỉ vài trăm nghìn thôi chúng ta có thể mua được kỳ Phú Thọ, bởi vì làm sao? Bởi vì nó nhân giống dài ra thì nó phải rẻ đi, đúng không ạ? Nó là điều chính xác, nên làm sao chúng ta tranh cãi được cái việc đó. Dài ra thì nó phải rẻ đi, đồng nghĩa việc dài ra thì giá xuống thì chúng ta cũng chả sợ lỗ, bởi vì chúng ta là mua con giống vào đúng thời điểm cao nhất. Em thua rồi. Sao thì chưa bỏ cuộc mà chúng ta đã nói là mình thua. Bao giờ bán á, thì mới biết là mình thua hay là không thua. Chưa gì đã bỏ mà mình thua rồi. Bỏ cái suy nghĩ đi, đúng không ạ? Chúng ta nên bỏ cái suy nghĩ gì. Chúng ta không quan tâm đến suy nghĩ nữa. Đấy, làm sao mà cái trăm cây một ngày nó một khỏe lên là được rồi. Xin chào Mai Ngọc Dũng. Xin chào anh Trung Thực Rừng Xanh. Xin chào 186 người đang xem. Đó là điều chia sẻ của em Tuyền dành cho cả nhà thôi. Còn mỗi người chúng ta có một cách làm khác nhau. Em thì tại sao mà đúng ra là em an phận thì bây giờ em cứ một vườn này em làm. Đấy, thì nó thoải mái. Tại sao em phải lại bỏ ra cả vài chục tỷ em phải làm một cái vườn mới ở trên Bình Dương? Bởi vì với em ấy, thì thưa cả nhà, đây là một cái nghề. Chắc chắn là một cái nghề. Đấy. Nên là... Ok, xin chào Vi Binh. Nên là thưa cả nhà là với bản thân em thì nó là một cái nghề rõ ràng rồi.
nên là em gắn bó với nó, phải thương yêu với nó. Còn nhiều người bây giờ là thưa cả nhà, chúng ta vườn to mà chúng ta quên đi cái việc mà chúng ta chăm sóc những cái cây, ví dụ như phú thọ HO, hay là quên đi năm cánh trắng trơn thành, quên đi bẹt, quên đi ám, em chẳng quên một cái bông nào luôn. Ở trong vườn có như nào em vẫn chăm sóc đầy đủ, vẫn làm ki. Đấy, kể cả như chúng ta những cái ki, ví dụ bẹt ám cho những anh em mới chơi, những người chơi lan không có mục đích làm kinh tế, thì đó cũng là một món quà cực kỳ tuyệt vời dành cho người ta. Bởi vì thưa cả nhà, nó có rẻ đi chăng nữa, 50.000 một chậu đi chăng nữa thì nó cũng là tiền. Với cái mức lương, ví dụ như là mức lương của một người công nhân đi làm hiện nay, thì để mà bỏ ra vài trăm nghìn mua một chậu lan về chơi thì đó là một cái gì đó nó rất xa xỉ. Nhưng khi mà chúng ta đã nhân được giống rồi, chúng ta có thể tặng anh em, bạn bè, tặng người thân. Còn những cái dòng cao cấp, ví dụ 5 cây trắng Phú Thọ, 5 cây trắng HO, đấy, thì khoảng tầm 5-6 năm nữa thì chúng ta cũng có thể tặng, như ví dụ như ám bẹt bây giờ. Mọi người có nhớ không, ngày xưa là chúng ta nhìn cái loại trắng Di Linh, Thực Hà, rồi là các loại bẹt ám ngày xưa nó đắt như thế nào, đúng không ạ? Nhưng mà dần dần thì người ta sẽ phải chuyển sang một cái, những cái cây lan mới người ta chơi. Thì chúng ta hiện nay thấy 5 cây trắng Phú Thọ, 5 cây trắng HO, 5 cây trắng Bạch Tuyết, rồi dần dần chúng ta sẽ có được những cái cây khác. Bản thân nhiều người chúng ta vừa vào một cái bụp, một cái chúng ta muốn đi cây cao cấp, muốn một ăn 10 cơ. Đấy. Muốn ví dụ như là suốt ngày cứ có cái câu một là đi 5 là về 10, đi 10 là về 100. Đấy, đi 10 là về 100. Làm gì có. Cũng phải gì, cũng phải dần dần chứ ạ, đúng không ạ? Cảm ơn anh của cửa cuốn Thiên Phú. Chính xác anh ạ. Chơi lan là chúng ta làm kinh tế, nhưng mà chơi lan nó là dưỡng tính nữa, không nóng vội được. Đấy, nóng vội là hỏng. Bây giờ đi tán gái cũng vậy thôi, đúng không ạ? Vừa nhìn thấy con người ta một cái đã đòi đưa con người ta đi nhà nghỉ, làm sao mà có chuyện đó được, đúng không ạ? Vì cũng phải từ từ. Thì cây lan muốn kiếm được tiền ở nó thì cũng phải từ từ để cho nó lớn. Có nhiều ông mua về bụp một cái là muốn ngày mai nó lên gấp đôi rồi. Đấy, có nhiều ông là suy tính ở trong đầu, mua cây lan về bụp một cái, có bạn bảo là mua về đi ngày mai nó nhân 5 nhân 10, làm gì có, đâu đơn giản như vậy. Chúng ta phải có vườn, có tiệc. Không có vườn thì chúng ta phải chọn được những nhà vườn chúng ta gửi gắm để cho người ta chăm sóc cho. Bản chất nó là như vậy, đơn giản nó là như vậy thôi, em cũng vậy thôi. Đấy. Xin chào Tôm Đẹp Trai, xin chào Tuyền Sky, xin chào Đặng Anh Tú, xin chào 176 người đang xem. Em thì em chia sẻ theo cách nghĩ của em, thế còn mỗi người chúng ta một quan điểm. Và nếu mà có gì không phải thì mong mọi người bỏ qua. Cho nên là hàng ngày thì vẫn lên nói chuyện với cả nhà. Chắc chắn là có người yêu và cũng có người ghét. Ở đời này mà không thể nào mà chúng ta sẽ được lòng với tất cả mọi người được, đúng không ạ? Đấy. Chào bạn Trần Thái Hưng, chào bạn Đặng Anh Tú, chào bạn Hoàng Đạt, chào chào em Quốc Thái Áp, xin chào 178 người đang xem. Thế nên là chúng ta phải chịu được những sóng gió của cuộc đời này thì chúng ta mới thành công được. Chứ còn bây giờ mà người ta bảo rồi mà dục tốc thì bất đạt. Đấy, vội vàng quá thì không thành công. Đấy, cơ hội của ai cũng có rất nhiều lần. Nhưng chúng ta biết chắt lọc những cơ hội đó để chúng ta giữ lại cho bản thân chúng ta hay không, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Bản thân ví dụ như là có một cái bạn ấy mua một cây HO ở vườn em 55 triệu, mà có cái thời điểm giá sốt lên cao đến 700 triệu, nhân ra bao chậu, bạn bảo bạn ấy không bán, bạn ấy giữ lại để bạn ấy làm vườn. Và bạn ấy cũng là một người công nhân thôi, nhưng mà sang năm thì chắc chắn là bạn ấy sẽ có một vườn HO. Và bạn ấy sẽ làm gì ạ? Bạn ấy sẽ cố gắng để bạn ấy sẽ ở nhà bạn ấy chăm cây, và bạn ấy cố gắng, bạn ấy cũng sẽ bước chân vào nghề. Đấy, cho nên là đó là những cái tâm sự của em dành cho cả nhà. Em chào anh Hoàng Văn Lộc, anh em mình cùng họ. Em là Hoàng Thanh Tuyền. Đấy, sinh năm 1987. Và hiện nay thì em cũng đang thành lập một cái câu lạc bộ dành cho những em Đinh Mão 1987. Về cái cơ cấu của câu lạc bộ thì cũng rất đơn giản thôi, dành cho những anh em sinh năm 87. Đấy. Thôi, có khi buổi chiều em lên live một chút như vậy thôi, nói chuyện với cả nhà thôi.
Bây giờ thì xin phép là cũng xuống like. Chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ và luôn gặt hái nhiều thành công. Còn bạn nào mà cần tư vấn cái gì thì có thể inbox trực tiếp cho em. Mong cả nhà chúng ta ủng hộ. Ba nhóc, lấy đâu bốn anh? Ba nhóc và một đứa cháu nữa. Cái ảnh đấy là một đứa cháu nữa. Chúc cả nhà chúng ta thành công. Và mong hết dịch để tất cả mọi người chúng ta có thể gặp nhau, đoàn kết, chia sẻ lẫn nhau. Thì đó là một điều rất đáng quý. Xin chào cả nhà, xin chúc cả nhà một buổi chiều vui vẻ. Bye bye.